Bình Thuận đang đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, giữ gìn bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh sạch đẹp để chào mừng năm du lịch quốc gia 2023. Tuy nhiên, một số địa phương trên địa bàn tỉnh chưa làm triệt để và chưa cho thấy quyết tâm cao trong công tác này. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của nhân dân và mỹ quan khu dân cư. Phóng viên thời sự phản ánh vấn đề này tại thành phố Phan Thiết. Trong một con hẻm nhỏ ở khu dân cư đông đúc thuộc khu phố 4, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, đã và đang tồn tại một cơ sở nuôi heo từ suốt hơn 20 năm qua. Cơ sở này do bà Lê Thị Lợi ngụ cùng phường làm chủ, mỗi lứa nuôi khoảng 20 con, hoạt động quanh năm. Mùi hôi thối từ phân heo và nước thải ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân lân cận. Ở đây cũng sớm làng ở mà nghe cái mùi phân này nó ô nhiễm môi trường, sống nó phải mất vệ sinh. Nó không có làm tốt đẹp cho sớm làng. Thì cũng nhanh chóng làm sao cho rút để làm chỗ khác để cho bà con sinh hoạt để cuộc sống cho ổn định. Còn hôi thối mới chịu không nổi. Bà xuống bãi dẹp thì nó bay bắt mùi lên. Còn nó bắt mùi lên thì nó hôi. Tôi nói sớm làng mất vệ sinh, không giữ môi trường. Quá bức xúc trước thực trạng này, một số hộ dân có nhà sát cơ sở nuôi heo đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên Ủy ban nhân dân phường và thành phố mong có giải pháp trả lại sự trong lành cho môi trường sống. Tuy nhiên, sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong thời gian qua là chưa quyết liệt và triệt để. Công tác mà xử lý nó chưa có dứt khoát, nó chưa có triệt để. Với cương vị chủ tịch Ủy ban nhân phường thì chúng tôi cũng chưa làm tròn hết cái trách nhiệm đối với người dân của nơi sinh sống cũng như là chưa hết trách nhiệm đối với là người quản lý nhà nước tại địa phương. Môi trường bị ô nhiễm trầm trọng ngay trong khu dân cư khiến cuộc sống hàng chục hộ dân bị đảo lộn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần. Do đó, rất cần sự vào cuộc rốt ráo của chính quyền địa phương để đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân và giữ cho cảnh quan xanh sạch đẹp.